vừa thổi sáo vừa chơi đàn được không? Dạ không, cái đó phải lên đọc lại Việt Nam rồi. À, đàn có chút xíu, nè thấy cái đàn đây chưa? Ủa? Trời, nhỏ mà có vỏ nha. So đi cái đàn nào bự là biết liền. Đàn cu-cu-le đó. Cu-le-le. Cu-le-le hả? Là đây ạ. À. Là đây ạ. À. Địa lý nó không có quan trọng bằng cái con tim. Con gì? Con tim. Thôi, bây giờ thì tất cả mọi người đã ngồi cách nhau chỉ có cái hàng rào tình yêu thôi. Mình giới thiệu lớn lên, hai bên cùng nghe nha. Mời em trai. Dạ, lời đầu tiên thì con xin chào chú Quyền Linh. Chào chị Ngọc Lan. Chào em. Và chào khán giả trường quay hôm nay và chào bạn nữ bên kia. Dạ, con tên là Văn Cập Phú. Con sinh năm 1994. Phú làm gì nè? Hiện tại thì con vừa mới ở Nhật Bản về. Và con đang kinh doanh với gia đình và con đang học lên thiết kế. À, hay quá. Rồi con đi Nhật Bản làm gì? Khi mà sang Nhật á, là con đã từng làm công ty Nhật Việt Nam. Và con có làm đó thì các anh kêu là con nên đi sang Nhật để trải nghiệm cuộc sống và cách làm việc của họ. Để có thể là về mà phục vụ cho đất nước của mình và có thể phát triển bản thân hơn nữa. Hay quá, Phú đi Nhật mấy năm? Dạ con đi 3 năm. 3 năm? Dạ. Rồi bây giờ tới phần giới thiệu của nhà gái nè. Dạ lần đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến chị Ngọc Lan, chú Quyền Linh và bạn nam bên kia cùng tất cả quý vị khán giả. Em tên là Phan Minh Anh. Quê ở đâu? Dạ em quê Hà Tĩnh ạ. À, em vào Sài Gòn lâu chưa? À, dạ em cũng mới vào ạ. Rồi, em làm việc ở đâu? Hiện tại em làm cho công ty của em luôn. À. Công ty của em là chuyên về tư vấn du học, du lịch cho ví dụ như là Anh, Úc, Mỹ, Canada. Không có tư vấn đi Nhật hả? Dạ cũng có ạ. Bây giờ Phú nói cho nhà gái biết á là mình có ưu điểm, khuyết điểm gì nè? Con thì con thuộc tiếp người hướng ngoại. Con dễ tiếp xúc và có thể nói chuyện được với tất cả mọi người và làm quen được với mọi người rất nhiều. Con thường có xu hướng đi về nghệ thuật hơn. Giống như là có thể chơi đàn và thổi sáo. Vừa thổi sáo vừa chơi đàn được không? Dạ không, cái đó phải lên đọc lại Việt Nam rồi. Rồi có khuyết điểm gì không Phú? Dạ khuyết điểm của con thì chắc có lẽ là tính con hay là suy nghĩ hơi cạn một tí. Là có khi là con làm một việc gì đó thì con cũng không có nghĩ về đến cái kết quả xấu mà nó xảy ra. Cho nên con thích là con làm liền. Thích làm vậy đó hả? Dạ. Còn nó xấu nó gì nó kệ nó hả? Con cũng có tính trước nhưng mà là con không có nghĩ quá đến cái sự tiêu cực của nó. Không nghĩ xa quá. Dạ, đúng không? Sao thôi vậy cũng được, có tinh thần để làm đúng không? Dạ. À chào nhà gái xinh đẹp. Nhà trai á, là giỏi tiếng Nhật, giao tiếp được, thích nghệ thuật, vừa thổi sáo vừa đàn. Mời nhà gái nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình cho nhà trai nghe nè. Ưu điểm của em là hòa đồng, thích giao tiếp với mọi người ạ. Như bên đây. Biết một chút về đàn. Thôi. Đó, ta ôm nguyên cái đàn ra là ta biết rồi. Trời, cái đàn có chút xíu, nè thấy cái đàn đây chưa? Ủa? Trời, nhỏ mà có vỏ nha. Thôi. So đi cái đàn nào bự là biết liền. Em biết một chút piano, một chút ukulele. Đàn ukulele đó. Đây ukulele. Ukulele hả? Là đây ạ. À. Là đây ạ. À. Ukulele. À, đàn lạ vậy ta. Em có tham gia vũ đoàn. Trời ơi. Trời ơi, con gái này đa tài quá. Giỏi vậy. Dạ con cảm ơn. Ngoài trước khi mà làm công ty gia đình mà mình có làm gì nghệ thuật không? Trước khi làm công ty thì con có làm tiếp viên hàng không. Ô là trời. Và làm hướng dẫn viên du lịch. Nãy tôi nghe đàn trai giới thiệu tôi lên mặt lắm, giờ thôi tôi xuống luôn rồi. Thôi khỏi. Rồi về chỗ ạ. Rồi ngoài những cái ưu điểm đó thì mình có cái khuyết điểm nào không? Dạ khuyết điểm của em chắc cũng nhiều. Thì ví dụ như là em hay quên và cũng hơi sóng nội tâm. Sau đây nhà gái xin được phép trình bày một tác phẩm mà được thể hiện qua tiếng đàn réo rắt ukulele. Gì? Tức ghê. Tức quá. Tôi tức quá, tôi đi qua nhà trai tôi chơi. Tôi cầm cái đàn, cầm cái đàn, đàn cho tôi coi. Cầm cái đàn cho nhà gái ta nãy. Chào rồi. Nhà trai. Chào chị. Nhà gái chị hơi run. Đàn cho bà. Với lại móng tay hơi dài, bấm gam không được. Bây giờ xin mời nhà trai có thể dạo một bài để nhà gái bớt run. Dạ, bài Ta Là Cùng Nhau. 2, 3. Khi gặp nhau phút đầu, từ anh mất anh ra trao nụ cười. Khi nghe ngùng anh nói mình cầm tay nhé, đưa anh qua những con đường tình yêu. Anh chẳng thể dối lòng vì anh đã yêu em từ lúc nào.
nghe nhịp đập con tim lòng mình thôn từng, anh muốn ta là của nhau. Trình độ hai bên ngang nhau, chút gặp nhau cũng có thăng hoa cho âm nhạc hay không? Hy vọng là chút thăng hoa. Hy vọng là thăng hoa. Bây giờ mình nói về đường tình duyên đi Phú. Đúng. Tình duyên dạ. Phú sao? Kể từ khi mà bắt đầu đi làm á thì con có quen được hai người. Hai người? Dạ. Quen sâu đậm không? Mấy năm? Dạ, người thứ nhất thì con quen được 3 năm. Người thứ hai? Người thứ hai thì con quen được 2 năm. Là tổng cộng đường tình yêu là 5 năm yêu đương đúng không? Dạ. Mình rút kinh nghiệm lại đó là mình có lỗi gì trong những cái cuộc chia tay không? Dạ, người thứ nhất thì có thể là lúc là con chưa có gì trong tay cả. Nếu con mới đi làm thôi cho nên là, mà cô gái đó cũng nhỏ hơn con chỉ có 1 tuổi à. Là con không thể nào mà bắt đợi cho người con gái người ta đợi cho mình hết cả tuổi thanh xuân được. Rồi. Dạ. Cho nên là lúc đó con chủ động chia tay. Là trước khi con đi Nhật á thì con có quen một cô gái. Sau khi qua đó thì sao mà cách lòng mà 6.000 km thì dần dần cái niềm tin nó vơi đi, xa nhau thôi chứ. Vậy là có hai cái. Dạ. Một là sự nghiệp chưa có, ít quan tâm. Cái hai á là xa mặt cách lòng mới chia tay. Dạ. Ở đây có xa mặt cách lòng không? Mình ở quận mấy? Dạ con Vũng Tàu. Vũng Tàu bên kia ở đâu? À em ở Hà Tĩnh á. Đó. Cũng xa mặt đó. Không, nhưng mà thật sự ra cái địa lý nó không có quan trọng bằng cái con tim. Con gì? Con tim. Hàng tim của cùng chung nhịp đập hay không đúng không? Dạ. Tình trường mình như thế nào em? Nếu như mà mối tình chính thức thì chắc em chưa có. Cái gì? Chỉ có là kiểu tìm hiểu, nói chuyện qua rồi đi ăn đi chơi, kiểu tìm hiểu nhau ấy ạ. Thiệt hả? Dạ vâng. Em có tìm ra được nguyên nhân tại sao mà mình chỉ dừng ở cái mức đi ăn đi chơi không? Chắc là em tính hơi trẻ con. Hơi trẻ con? Ờ, chắc thế. Cho nên là người ta thì muốn kiểu một người phụ nữ để có thể thành lập gia đình rồi thế này thế nọ ấy. Nhưng mà bây giờ bớt trẻ con chưa? Ừ. Hết trẻ con chưa? Em nghĩ thì chắc sẽ cố gắng. Cố gắng. Vậy thì theo em thì cái người như thế nào nó có thể phù hợp với em? Đi chơi cùng em. Được, hợp lý mà. Cái này dễ. Đơn giản vậy thôi hả? Ít nhất là 2 tháng phải đi chơi một lần. 2 tháng đi chơi một lần. Đi chơi nhưng mà đi chơi sao? Đi chơi xa vài ngày hay là đi loanh quanh? À không, thì đi loanh quanh thì tuần nào cũng đi rồi. Ví dụ như là đi xem phim hay là quanh quanh thì vẫn chúng ta vẫn đi. Tỉnh 2 tháng ra đi chơi là được. Ví dụ như là còn phú. Mình thỉnh thoảng mình dành cho nhau ví dụ như 1-2 ngày du lịch đó ha. Đi quanh quanh vâng. Thì cũng hợp lý. Không dễ mà. Nhưng mà bây giờ nè, bây giờ con có một cái mẫu hình lý tưởng, một cái chàng trai hoàng tử của mình trong mơ thế nào không? Người đấy thì phải có chí tiến thủ, rồi là biết quan tâm và yêu thương bố mẹ của họ. Người ta không yêu thương gia đình của chính người ta thì làm sao người ta yêu thương được con. Đấy, dạ thế thôi. Vậy thôi đó hả? Trời đơn quá. Giản vậy mà cả thanh xuân con bé không tìm được ai cả. Em chinh phục được cô gái này không? Dạ, thế nếu có con thì sẽ quan tâm có con hay dư thừa. Dư thừa đúng không? Đúng. Được, dạ. Nhưng mà cái khoảng cách xa vậy rồi sao nè? Hà Tĩnh với Vũng Tàu đó, làm sao? Cái đó thì chắc phải đi máy bay thôi. Thì máy bay chứ không phải đi xe. Tại con sở thích á là con đi phượt. Nếu mà đi được á thì con sẽ chở đi ra Hà Tĩnh. Còn tiêu chí mình tìm một nàng công chúa thì sao? Con chỉ cần tính cách thôi. Là biết quan tâm và chia sẻ và đồng hành cùng với con trên con đường còn lại cuối đời thôi. Chàng trai đi với ai? Dạ đi với ba với chú. À có ba chú luôn hả? Dạ. Mời đại diện nhà trai nào, có ba đi là yên tâm rồi. Chào Nguyễn Linh, chào Ngọc Lan. Tôi là ba của Phú. Tôi thấy Phú á là một người rất là hiền, chịu học hỏi. Còn cô bé này thì rất dễ thương. Thời thì bây giờ cho duyên số hai đứa. Nhưng mà thấy cô gái, cô dâu tương lai cũng sao? Rất là dễ thương. Dễ thương. Thấy Hà Tĩnh nó có xa không? Vấn đề xa gần á mình không cần thiết lắm. Tại vì thời bây giờ mà rất là phương tiện, rất là ok, dễ đi và dễ về. Thì ăn thua tình hiểu của hai đứa và sợ gần thì tại sao người ở Việt Nam, người bên Mỹ người ta vẫn còn quen được. Đúng mình rồi. Tỉnh hay quá đó. Dạ. Thấy chưa? Không có khoảng cách. Bây giờ là hôm nay mình anh đi với ai nè? Gia đình có chuẩn bị để video call để hội thảo. À. Gọi cho ai? Cho ba mẹ ha, cho ai? Vâng, cho cả nhà luôn. Trời ơi, thấy rung chưa? Thấy rung chưa? Bye. Dạ, Ngọc Lan chào gia đình ạ. À đây là em là chương trình Ngọc Lan xinh đẹp. Dạ. Thì bây giờ em sẽ cầm cái điện thoại, em đưa gia đình qua gặp nhà trai nha. Dạ đây nhà trai. Chào gia đình. Dạ con chào gia đình ạ. Dạ con tên là Phú ạ. Con sinh năm 94. Là con ở Vũng Tàu ạ. Nhà con là cơ sở sản xuất bánh trung thu tại Đất Đỏ và Rịa Vũng Tàu ạ. Con đã
mà nói chuyện với bạn gái bên kia xem cô thế nào chưa? Bé bên đó thì nói chuyện rất là hiền và nhẹ nhàng và từ tốn mà. Nhà gì thì bố mẹ ở nước ngoài. Dạ. Bố mẹ ở bên Anh thì cô cũng không nghĩ là bạn ấy lại được lên chương trình và tìm được cái người bạn trai nó nhanh thế này. Dốc em đẹp lắm. Hello chị Linh. Hello. Hello. Thấy Quyền Linh được không? Được, rất là được luôn. Thực ra thì là con bé Minh Anh là du học ở nước ngoài, không biết gì về cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò này hết. Mẹ ở Việt Nam, xong rồi suốt ngày xem cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì thấy anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan, tôi rất là hâm mộ. Nói con là tham gia Bạn Muốn Hẹn Hò, nếu như mà hợp duyên thì làm bạn, mà hợp số thì là có thể là tiến tới xa hơn. Dạ. Ít nhất thì mẹ cũng được lên truyền hình. Thấy. Để gặp trực tiếp hai người. Quay mặt mẹ lên truyền hình. Để tương lai được trai được không? Hai mẹ chọn nào? Đẹp trai, cũng nhưng mà không biết hỏi đây, bạn trai không biết nói tiếng Anh không ạ? Dạ, con nói được sơ sơ. Nói đi, nói. How you find nói chung là... Phải thân kỳ sức đam lý. Nói chung là yêu cầu của nhà gái là như thế này. Bạn trai là phải biết nói tiếng Anh. À. Tại vì... Nói tiếng Nhật được không? Nói tiếng Nhật được không? Nói liền Phú. Hey, konnichiwa. Hả? Konnichiwa. Konnichiwa. Watashiwa. Phú desu. Yoshiku onegaishimasu. Rồi chào mẹ tiếng đi, gái. Chào mẹ. Hi. Ok. Thì con xem như thế nào đấy là quyền của con thôi, chứ bố mẹ thì như thế nào cũng được. Dạ, con chào cả nhà nha. Rộn ràng quá, gia đình em rộn ràng vui ha. Bây giờ thôi mình mở rào ra bên gặp mặt đi. Mở rào. Việc còn lại là của Phú. Bắt đầu đi. Tiến qua luôn Phú. Rồi, thế này quà dành tặng cho em. Em cũng có một món quà nhỏ này. Cảm ơn em. Hy vọng là nếu mà được á thì anh sẽ muốn được cùng em thức giấc vào mỗi sáng do đồng hồ này kêu và chúng ta sẽ được đọc sách nhau. À, vâng, em cảm ơn. Anh thấy em rất là có một vẻ ngoài rất là tây, có sắc đẹp rất là đẹp. Vâng, em cảm ơn. Bây giờ mình hẹn hò sao nè? Thật ra là công việc của em thì cũng sẽ đi lại rất là nhiều. Có thể là Sài Gòn, Hà Nội cũng bay đi nhiều với anh. Cho nên là em cũng sẽ không có phải là cố định ở một nơi. Nhưng mà tuy nhiên thì hiện tại em cứ nốt lại là ở Hà Tĩnh trước. Đấy, còn không biết công việc của anh sao anh? Có tự do không ạ? Nếu mà nói về di chuyển nhiều á, thì anh là một người di chuyển rất nhiều. Tại anh là hay đi phượt á. Ồ, anh, em cũng thế. Anh có một nhóm ô tô ở Bà Rịa Vũng Tàu á. Đó, cho nên là anh nghĩ là cái đó là cũng có thể gắn kết mình với nhau. Vâng. Phú đứng lên Phú. Dạ. Gì đâu công cứu cái tay là gì. Xỉu nha con. Đó, bây giờ mình nói đi. Phú tưởng tượng một gia đình tương lai của Phú thế nào, kinh tế trong gia đình như thế nào, nói cho phụ nữ người ta nghe đi Phú. Theo anh á thì trong tình yêu anh sẽ luôn đặt cô gái của mình là thứ nhất. Em là một người con gái rất là giỏi, cho nên là anh sẽ luôn trân trọng và trân quý em. Hy vọng là cái lần yêu tiếp theo của anh đến với em á không bao giờ làm khóc. Em cảm ơn. Bây giờ cảm xúc của Minh Anh thế nào với người đang đứng trước mặt mình? Em đứng trước ngàn người thì không sao, nhưng mà đứng trước anh thì em không biết nói gì. Có vấn đề rồi đó, có một chút gì đó rung động từ trái tim rồi đó Phú. Thì Minh Anh thấy đây là người đàn ông thế nào, mình cứ nói đúng cảm xúc của mình thôi. Cảm xúc của con bây giờ nó cứ kiểu chỉ biết là run thôi ý ạ, chứ không có một cái suy nghĩ gì nữa. Cảm xúc nhưng mà không biết có phải đấy có phải là cái cảm xúc rung động không. Nãy giờ qua cuộc trò chuyện với Phú á, tôi thấy là người đàn ông có ý chí cầu tiến nè, người đàn ông bản lĩnh nè, giao tiếp tốt nè, năng động nè, cũng thật thà chất phác. Đây là một cô gái gần như chưa biết yêu, thành ra chưa bao giờ va chạm về tình yêu cả. Gần như là chỉ biết nắm tay và tay nó quýu lại thôi. Bây giờ thế này, chuyện bấm nút hay không là do các bạn, chúng tôi không ép. Nhưng khi bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Khi đưa ra quyết định gì đó là chúng ta đang đối diện với hàng triệu khán giả, đang đối diện với ba mẹ, ông bà, gia đình hai bên. Bây giờ chúng ta lắng lòng mình lại, suy nghĩ thật kỹ
và để tay vào nút bấm. Nếu thích thì bấm, không thích thì thôi. Một. Hai. Hai. Ba. Ba. Hết thời gian. Chúc mừng. Nào, chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Chúc mừng các bạn. Nào, nắm thế nào, nắm thế nào? Cái tay sao vậy? Đó, tập yêu đi. Trong cái câu chuyện này, chị nghĩ sắp tới thì Phú sẽ là cái người chủ động hơn rất là nhiều. Có đến đích được hay không là do em nhiều lắm đó Phú. Dạ. Còn cô này thì hoàn toàn là một trang giấy trắng. Rồi, tập trung vào chăm sóc mối tình này. Sáng nay em đi em quên thứ. Quên gì vậy? Chút nữa em nói. Chút em nói. Thấy có vẻ hơi quan trọng đó. Nhẹ nhàng hơn chút nhẹ xíu. Nhẹ nhàng hơn, tức là mình vẫn ngồi tới cuối buổi nhưng mà mai mốt mình không gặp nữa hả? Ừ, thí dụ vậy. Gọng nói anh Linh ơi. Gọng nói anh Linh ơi. Ngồi. Mời giờ gái giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chị Ngọc Lan. Em xin chào anh Quyền Linh và bạn trai bên kia. Xin chào em. Xin chào quý vị khán giả. Em tên là Phạm Thị Mai Hiền. Năm nay là em 38 tuổi ạ. Quê em ở Bình Dương. Hiền làm gì Bình Dương Hiền? Dạ em là giáo viên dạy môn mỹ thuật cấp trung học cơ sở ạ. À, giáo viên Bình Hiền Dương. Hiền sống ở Bình Dương luôn hả? Dạ. Mời nhà trai. Vâng, xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan, dạ. Chào quý vị khán giả và chào bạn gái bên kia. Tôi tên là Nguyễn Minh Dũng, sinh năm 1986. Hiện thì đang sống ở Bến Cát, gia đình thì ở Dầu Tiếng, sinh ra lớn lên thì ở Bình Dương. Hiện tại thì đang làm giám sát của nhà máy Nutifood và có kinh doanh thêm bên ngoài. Dũng ở Bình Dương luôn, Dũng hỏi dạ. Coi cô bên kia ở gần mình không? À, bạn gái bên kia ở huyện nào ạ? Dạ, mình ở Tân Uyên ạ. Tân Uyên thì cũng gần Bến Cát. Phía Bắc Tân Uyên hay Nam Tân Uyên? Dạ, ở Nam Tân Uyên, ở gần gần ngã tư Mỹ Ung Cù ạ. Mình nói một chút về điểm mạnh điểm yếu cho nhà gái nghe đi Dũng. Dạ, điểm mạnh của em thì hòa đồng, ngoại giao nhiều, nấu ăn ngon và cũng biết chơi nhiều môn thể thao nhưng mà chơi không giỏi thôi. Miễn có chơi là được rồi. Dạ. Chơi cho nó khỏe thôi được ha. Điểm yếu thì về em kinh doanh rượu nên với công việc nữa nên cũng hay nhậu và hay mềm lòng. Mềm lòng cái gì? Ví dụ như là người ta mà năn nỉ mình cái gì đó thì mình sẽ giúp liền. Với mềm lòng cái vụ đó còn mềm lòng vụ gì nữa không? Dạ không. Mềm lòng quá là không được nha, cái vụ khác không mềm lòng được á. Dạ. Có vợ mà mềm lòng là mệt lắm á nha. Ừ. Rồi mời nhà gái. Rồi nào nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm của mình nè. Dạ, ưu điểm của em là em nấu ăn ngon. Trong công việc thì em cũng rất là tập trung, rồi em cũng có nhiều cái thành tích trong công tác giảng dạy. Em thì vui vẻ hòa đồng, em thấy là sao em cũng sống được hết. Không, cô giáo là được rồi. Cô giáo là tôi chấm rồi đó. Còn chưa dạ, cảm nói cảm ơn vấn đề hết, cô giáo là được rồi, không cô quan tâm gì nữa. Thuật nữa chứ. Đúng trời rồi. Dạ, rồi chào cô giáo. À, cô giáo dễ thương nhưng mà anh này anh kinh doanh rượu, anh hơi uống rượu nhiều, lo không? Dạ nhưng mà uống thì công việc thôi, với lại uống rồi đừng có về quậy là được. Có quậy không? Dạ không ạ. À. Trời ơi, xỉn uống rồi để sao say. Uống để say á. Dạ. Phải có bao giờ say đâu đúng không? Dạ. Về đô cũng mạnh lắm á. Tại vì mình uống mình nhậu nhưng mà mình phải kiểm soát được chứ. Được, vậy được đó. Dạ còn về điểm yếu của em là em hay quên, với lại em cũng hơi thẳng thắn á. Mà sáng nay em đi em quên thứ. Quên gì vậy? Chút nữa em nói. Chút em nói. Thấy có vẻ hơi quan trọng đó. Em hơi thẳng thắn á. Ví dụ hồi trước đó là cũng có một bạn em giới thiệu cho một người bạn á. Mà anh đó hút thuốc, mà anh đó cầm điếu hút luôn, lúc mà ngủ mà thôi anh đó cầm điếu hút đốt lên. Em nói là em không có chịu được mùi hút lá nên là anh để sao anh hút nha. Cái tí xíu anh đó bật thêm điếu nữa cái em đứng lên đi về luôn. Không, cái này đúng nha. Mình đã nói rồi, mình đã nói là mình không thích rồi thì thì cái đó, với lại hút thuốc nơi công cộng rồi cũng là được cái điều không tốt đâu. Đó cũng đúng, nhưng mà thật ra là ví dụ như là nếu mình khéo hơn mình tìm cách nào đó nhẹ nhàng hơn chút nhẹ xíu. Nhẹ nhàng hơn, tức là mình vẫn ngồi tới cuối buổi nhưng mà mai mốt mình không gặp nữa hả? Ừ, thí dụ vậy. Gọng nói anh Linh ơi. Gọng nói anh Linh ơi. Tại vì em nghe một hút lá là em bị khó thở, em bị khát à, mà em đã nhấp một lần rồi. Đó người ta đang ngồi thấy ta ho hay thấy gì là biết rồi, quay ra chỗ khác đi chứ ai mà hút thuốc nguyên buổi đúng không? Hỏi bên kia có hút thuốc không? Dạ không chị. Không, khỏe. Cho nhà trai tôi biết chút xíu gì đừng tình duyên đi nè. Dạ là em ly hôn 8 năm rồi. Dạ, em có một con trai năm nay 15 tuổi rồi. Tại lúc em kết hôn là em học cao đẳng sư phạm xong rồi em đi dạy một năm là em kết hôn. Nên là con em thì nó cũng hơi lớn.
Dạ tại nó lớn em mới lên đây chứ nó còn nhỏ nó không có cho. Rồi con trai đang ở với ai? Dạ ở với em với lại mẹ em ạ. À, bên kia là cũng mà lỡ lần đò rồi. Còn bên mình sao nè? Dạ em cũng có một đứa con trai 11 tuổi, hiện đang học lớp 5, cũng ly hôn được 9 năm rồi. 9 năm. Dạ con trai thì ở với mà nội. Rồi sau ly hôn mình lấy vợ bao nhiêu năm thì ly hôn? Dạ lấy được hơn 2 năm. Hơn 2 năm. Có thể là em đi làm á, ít ở nhà và nhiều khi mình có những mối quan hệ như ăn nhậu á. Đó 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 đó, cái đó là cái nguy hiểm nhất luôn á. Dạ. Mình đi làm mà ít về nhà là không có quan tâm đến vợ đúng không? Mình về nhưng mà mình về trễ thôi. Về trễ như trễ nhiều lần không? Dạ không anh. Lúc có vợ rồi thì tuần đi khoảng một lần mà hai lần là hết đa là tối đa. Về một tuần hai lần. Dạ. Về mấy giờ mới về? Thường thường em đi làm 4:30 về thì khoảng 7-8 giờ là về. Ừ. Có phụ cô ấy chăm sóc con không? Có vô tâm với cô ấy không? Dạ có chứ. Con cái thì ở với bà nội nên là bà nội lo là chính. Còn cô ấy thì em có mở cho một cái tiệm để kinh doanh á. Nên cô cũng ít ở nhà. Thật ra như thế này nè nhà trai, nên là phải nói hơn một chút xíu về cái vấn đề này. Bạn kết hôn 2 năm là bạn ly hôn. Dạ. Trong 2 năm đó là vợ bạn mới sanh con. Dạ. Đúng không? Cái khoảng thời gian mà phụ nữ mới sanh con người ta rất là cần cái người ở bên cạnh, người quan tâm. Không có cần cha mẹ đâu. Thật sự lúc đó là họ cũng chẳng cần cha mẹ ruột đâu, cần nhất là người đàn ông của cuộc đời mình. Ừ. Nên có thể trong khoảng thời gian đó đối với bạn thì bạn nghĩ là bạn đã có sự chăm sóc rồi. Ừ. Nhưng mà cái người phụ nữ họ cần nhiều hơn như vậy. Linh của người đàn ông Linh cũng có đôi khi uống rượu, nhưng mà nếu mình kiểm soát được cái thời gian uống ít lại, hoặc là mình đừng để là ảnh hưởng đến người bên cạnh thì cái này tốt hơn. Anh biết chắc chắn là còn sau đó còn nhiều câu chuyện nữa, nhưng mà thôi mình dừng lại đó là được rồi. Đúng rồi. Chúng ta nhận được cái lỗi của mình thì chúng ta thay đổi nó là xong. Bây giờ mình mở một trang mới nè. Ừ. Mình muốn bắt đầu với một cái câu chuyện mới của cuộc đời mình với một người như thế nào? Dạ có thể là biết lắng nghe và chia sẻ. Có những cái vấn đề mà mình cần nói với nhau thì mình cứ cởi mở, giống như bạn nói thẳng thắn á. Ừ. Cái điều đó là điều rất là tốt. Cô giáo chia sẻ, biết lắng nghe luôn. Ừ. Cô giáo mà, những cái gì anh nghĩ rằng em đề ra cô giáo làm được hết. Bên kia cũng nói được lý do chia tay với mối tình. Em thì có thể bực mấy chút xíu, tại sao mình chia tay? Thứ nhất là ba của con em là làm kỹ sư xây dựng á, đi rất là nhiều. Khi mà đám cưới xong ở nhà 3 ngày là đi 1 tuần mới về. Ừ. Rồi sau đó 2 tuần mới về, rồi có khi 1 tháng mới về luôn. Đi về là xỉn, là nhậu. Khi mà con em có 8 tháng là em phát hiện là ảnh có người ở bên ngoài. Rồi xong em cũng vẫn chịu đựng. Tại vì vì con á nên em chịu đựng đến năm 2011 là cũng có nhà riêng, cũng xây nhà riêng. Nhưng mà lại em đã phát hiện là vẫn là qua lại với người đó nữa. Đến 2014 là đỉnh điểm rồi. Em hết chịu nổi luôn. Là ảnh yêu cầu ly hôn á, là em chấp nhận. Rồi thôi được, hiểu luôn rồi. Đó là những cái lý do mà. Nhưng mà em nghĩ là em cũng có khuyết điểm, có lỗi trong đó. Em lỗi không biết gì? Cái này là ưu điểm hay là lỗi nữa, nhưng mà em nghĩ nó là lỗi á. Tại vì em lo cho gia đình, cho chồng quá nhiều, mà cái bản thân của em thì em lại quên đi. Tại nhìn em lúc đó nó cũng lợm thợm lắm. Đúng. Đúng, chính xác. Phụ nữ hãy lo cho chính bản thân của mình nhiều hơn, hãy chăm sóc sắc đẹp mình nhiều hơn, hãy lo cho mình mũm mĩm mướp mướp nhiều hơn, để cho chồng không bỏ đi đâu hết trơn. Không, nhận ra cái đó hay đó. Cái đó không phải là mình làm để cho chồng mình không bỏ đi đâu, mà mình làm để mình tôn trọng bản thân của mình. Và tôi nghĩ phụ nữ có cái quyền đó, các bạn có quyền đúng được rồi. Làm đẹp để khi mà lỡ có vấn đề gì xảy ra, các bạn bước ra, các bạn cũng bước ra thật đẹp. Em gái, bây giờ em nói cho tôi biết là cái mẫu hình lý tưởng của em thế nào nè. Dạ, em thì cần một người đàn ông là biết quan tâm đến gia đình, có phải có bản lĩnh, với lại là đừng có gia trưởng, cái gì cũng phải gọi là bình đẳng chút xíu. Rồi, hợp lý. Em có phát thảo. Cái này hồi nãy em nói với chị là em quên đó. Là em đi xuống tới đây, tới chỗ để xe rồi em mới nhớ là em quên đem cái bản gốc theo. Cái này là em gửi in giùm em. À vậy hả? Đây là hình mẫu lý tưởng của cô gái. Đâu đưa qua đây coi. Không biết có giống miếng nào. Để coi coi. Mũi cao ha anh Linh ha. Mày giống tôi nhiều hơn. Nghĩ sao vậy chồng? Tôi thì tóc trẻ vậy nè nha. Xưa tôi cũng được lắm á, tóc trẻ 5 năm đàng hoàng á, không có giỡn. Bây giờ sao không trẻ nữa? Giờ hết tóc mà không có trẻ nổi. Đó còn tóc. Được không? Đẹp trai quá. Đẹp trai quá Phú hả? Không, nhưng mà đây cũng mũi cao mà. Thôi cũng được đi. Nói chung hình mẫu tương lai thì hơi đẹp. Hình quẻ thôi mà. Thôi về cất hình nó luôn đi. Cất hình này luôn đi. Thôi được rồi. Cất để hình này luôn gặp đi. Người thiệt coi nó giống hình không nha. Nhà gái đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với bạn thân của em ạ. Dạ.
Rồi, xin chào nhà gái ạ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và chào toàn bộ khán giả. Em tên là Nhung, là bạn của Hiền, cũng là đồng nghiệp luôn. Qua trò chuyện thì em thấy anh này cũng nói chuyện cũng hiền, có vẻ cũng biết lo lắng cho gia đình. Thì hy vọng rằng người bạn phù hợp với bạn Hiền sẽ biết trân trọng những cái sự nỗ lực và sự cố gắng của bạn Hiền đối với gia đình. Dạ, em xin hết. Rồi, cảm ơn. Dũng đi với Dũng. Dạ, em đi với một người anh. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan. Về cơ bản thì bạn nữ bên này rất là ok, bạn chín chắn và có thể là phù hợp với người phụ nữ gia đình. Trên đời này không ai sinh ra mà phù hợp với nhau ngay được. Trong quá trình mình tìm hiểu, mình sinh sống thì mỗi người nhường nhịn nhau một chút, có thể là sẽ hòa đồng với nhau hơn. Cũng hy vọng là hai em sẽ kết thúc sự độc thân của nhau trong sau chương trình này. Dạ. Cảm ơn anh. Thôi. Mở rào. Bắt đầu đi em. Dạ em chào anh. Dạ em mình có một món quà nhỏ nhỏ lần đầu gặp đầu tiên. Dạ em cảm ơn anh. Dạ em cũng có món quà tặng anh. Đây là tranh mà em tự vẽ ạ. Em cũng hơi bận nên em cũng vẽ vội, với lại em cũng mới đóng khung hôm qua. Tranh thì cây xương rồng, nó có ý nghĩa là em muốn là em cũng mạnh mẽ với cây xương rồng, dù ở mọi hoàn cảnh nào cũng có thể vươn lên được và sống tốt. Dạ, cảm ơn em. Mà hai bạn về chỗ nào? Thật sự có thể lên đây là một cái duyên, nên anh cũng rất là vui khi mà được gặp em. Hy vọng là mình có thể cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhiều hơn, có thể chia sẻ với nhau một cái gì đó trong cuộc sống. Có thể như nếu như mình có duyên thì có thể đến với nhau, còn không có duyên thì hy vọng là mình sẽ là những người bạn có thể chia sẻ với nhau. Dạ. Em hãy nói cho nhà trai biết là trong gia đình thì em cần gì ở người đàn ông. Hồi nãy em có nghe anh nói là đi nhậu tuần hai lần, em cũng sợ. Thì em cần cái gì để em nói trao đổi với anh trước đi. Anh có khắc phục được không? Tại vì hồi nãy em có chia sẻ rồi đó, là em cũng sợ gặp người mà phải nhậu, ví dụ như có biệt thì một tuần hay một lần nó cũng ít chứ một tuần hai ba lần thì nó nhiều quá. Tại vì trong công việc thì có thể là sẽ có tuần không nhậu, nhưng có tuần có thể là nhậu nhiều hơn hai lần nữa thì sao? Tại vì cũng không mình không thể nói trước một vấn đề đó được. Nhưng khi công việc thì mình cần đi giao lưu thì mình phải đi thôi. Thực sự ra là mình cần chia sẻ và hiểu cho nhau cái điều đó. Nếu như mà mình không thông cảm, không chia sẻ cho nhau được thì sẽ dẫn đến những cái mâu thuẫn. Còn cái chuyện con cái tiếp theo thì sao? Mình trao đổi quan điểm như vậy luôn đi. Thêm thì như thế nào nhỉ? Em nói với bạn gái đó. Nếu như mà người chồng á, mà em cảm thấy đủ niềm tin thì em phải xin nữa. Thì em cũng 38 tuổi rồi. Nhưng mà nếu cảm thấy không đủ thì em không xin nữa. Tại vì một mình em nuôi một đứa rồi cũng đắm đuối lắm. Có con rồi là có kinh nghiệm rồi. Dạ. Nên là nuôi thêm một đứa nữa cũng tốt mà. Rồi bây giờ Dũng bước tới, nắm tay Hiền, nói về những cái gì mình suy nghĩ về Hiền. Ai cũng sẽ mong muốn có một gia đình hạnh phúc. Khi mà mình xác định ở đây rồi thì tại vì mình cũng muốn tìm một nửa còn lại, muốn mang về cho gia đình, cho ba mẹ một người con dâu thật là tốt, một người vợ hiền, mà có thể là tên Hiền là chắc sẽ hiền. Dạ, nhưng mà tên của em là Mai Hiền đó chị Ngọc Lan. Là ngày mai mới hiền hả? Hiền mong muốn điều gì về một gia đình, nói cho Dũng nghe đi. Dạ, em cũng mong là có một người chồng đủ bản lĩnh, mà em phải đủ cái niềm tin để em đặt vào đó, có thể quan tâm, lo lắng và thương yêu con của em như là con của người đó. Thôi, chúng ta trở về vị trí. Đây có phải là một nửa mảnh ghép mà mình có thể cùng họ đi suốt cuộc đời hay không? Nếu đúng, chúng ta bấm nút. Còn nếu không, không cần bấm. Chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Hiền không bấm.
vẫn còn lo hả Hiền hả? Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng xin lỗi vì em không biết. Tại vì em lên đây là để tìm một người mà em cảm thấy thật lòng, thấy đủ niềm tin. Nhưng mà đối với anh thì anh có nhiều cái điểm rất là tốt. Nhưng mà có một cái điểm em rất là lo lắng, nên là em không thể nào em bấm nút được ạ. Em hy vọng là anh có đi đâu xuống Tân Uyên hay Thủ Dầu Một gì đó thì em có thể mời anh cà phê hoặc là mời anh bữa cơm cho em nấu ạ. Rồi, dạ. Cảm ơn em. Theo anh, nếu mà thật sự Dũng có một chút rung động đó, dạ, hãy cho mình cơ hội và cứ đến ăn cứ bữa cơm công. Ăn bữa cơm mà Hiền nấu, dạ, ha? Rồi chúng ta có thể như là những người bạn với nhau tâm sự chia sẻ đi, biết đâu mình sẽ bấm nút sau chương trình này thì sao. Dạ. Có những người là đây bấm nút nhưng bây giờ họ cưới nhau rồi đó. Dạ. Nha. Thôi chúc hai em sẽ gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt trên sân khấu, bây giờ mình giới thiệu nha. Mời em. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Em chào chị Hồng Vân và chào khán giả đã có mặt ở trường quay ngày hôm nay. Thì em tên là Phan Đoàn Tấn Linh. Phan Đoàn Tấn Linh. À, Tấn Linh. Yến. Giống dạ, như cầu thủ đá banh vậy đó ha. Dạ. Thì năm nay em 36 tuổi và đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Tấn Linh làm công việc gì Tấn Linh? Dạ, trước đây là em là nhân viên văn phòng. Ừ. Dạ, hiện tại là em đang tìm việc mới. À. Dạ. Quê Tấn Linh ở đâu? Dạ, em ở đây. Ở nhỏ dạ, từ lớn mà, ở đây luôn. Nếu mà quê quán là Hóc Môn, bây giờ là quận 12. À. Đang ở nhà quận 12. 12 ha. Dạ. Tấn Linh. Rồi. 36 tuổi. Quê quán thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ. Hiện nay cũng đang tìm việc mới. Dạ. À vậy đó hả? Dạ, đang chưa làm văn phòng. Rồi ok. Yeah. Rồi mình giới thiệu đi cưng, bên nhà gái mình nè. Dạ. Con xin chào cô Hồng Vân. Con xin chào chú Quyền Linh và bạn nam bên cạnh. Xin chào tất cả mọi người đang có mặt trong phim trường ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu là em tên là Nguyễn Thị Bích Tuyền, năm nay em 34 tuổi. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm nghề gì Tuyền? Dạ, nghề nghiệp của em là nhân viên kế toán ạ. À, nhân viên kế toán. Ờ, quận dạ, mấy? Dạ, em hiện tại em đang làm ở quận Nhất ạ. Quận Nhất nha, quận Nhất dạ, nhân viên kế toán. Dạ. Bạn kia là trước đây là nhân viên văn phòng, bây giờ đang đi tìm luôn việc mới. Rồi dạ, chuẩn bị cũng vô kế toán giờ. Rồi, thì mình bây giờ Tuyền nói luôn cái điểm mạnh điểm yếu của Tuyền đi. Dạ, điểm mạnh của em là em rất là chịu khó và siêng năng, có tinh thần nhiệt tình trong công việc. Sống hòa đồng, thân thiện với mọi người, cũng có khi giúp đỡ mọi người trong công việc. Điểm yếu của mình rồi. Dạ, điểm yếu của em thì em rất là khá rụt rè và nhút nhát trong việc giao tiếp với mọi người, và em là rất là khá hiền. Dạ, em cũng ít đi chơi giao du với mọi người. Hiền là tốt chứ sao nói là điểm nhược được. Dạ, thì nhiều khi mình hiền quá thì cũng có một số người sẽ có thể bắt nạt mình. À, ăn hiếp mình đúng không? Dạ. Rồi. Ăn hiếp. Rồi, vậy yên tâm, bữa nay có bạn trai đây sẽ giúp cho em đỡ người ăn hiếp nha. Rồi, Tấn Linh. Dạ. Điểm mạnh, điểm yếu của Tấn Linh là gì? Dạ, điểm mạnh là em có thể dễ giao tiếp với mọi người. Ừ. Dạ. Còn điểm yếu là hơi cũng giống như bạn Tuyền là hơi rụt rè một chút. Rụt rè. Dạ. Em có mấy mối tình rồi Tấn Linh? Dạ, dạ là hai. Hai hả? Dạ, hai mối tình. Mối tình đầu tiên là quen cũng hơn 5 năm. 5 năm? Dạ, còn mối tình thứ hai gần nhất là gần 7 năm. Thôi ơi, trời ơi. Thì làm yêu mười mấy năm rồi đó. Dạ. Những cái mối tình dài như thế, nhưng lý do tại sao mình chia tay hả Tấn Linh? Dạ, gọi là có duyên mà không có nợ. Không, mình phải... Bây giờ đó là nghĩ chung chung thôi. Nhưng mà phải biết lý do tại sao. Lý do Để chi biết, không phải là tụi anh hỏi làm gì. Nhưng mà lý do tại sao để mình biết, mình rút kinh nghiệm cho cái mối tình sắp tới nè, mình làm tốt hơn cái nhiệm vụ của mình thôi. Dạ. Lý do đầu tiên là cái mối tình đầu tiên là lúc đang làm, em làm ở công ty, một công ty game. Cũng gần 9 năm. Một công ty game. Thì em làm vận hành game. Thì cái khoảng thời gian mà em làm á, là có những cái buổi mà em phải OT đêm á. Thì bạn kia cũng không đồng ý đúng không? Dạ, mà đi tìm người mới trong khi mà quen em á. Rồi. Nên em biết rồi, cũng hai bên cũng chia tay. Là không có thời gian để chăm sóc mối tình đó. Mối tình thứ hai là do 7 năm. Dạ, 7 năm. Ừ. Mới chia tay hồi đầu năm ngoái. Ừ. Cũng là cái đó là do em. Cũng
hai đứa cũng dự tính là cũng đi xa lắm. Nhưng mà do mà nó xa thiệt hay không? Dạ, đi xa quá nên dự tính nhiều quá nên em không đáp ứng được, nên em chủ động chia tay luôn. Do không đáp ứng được hả? Dạ. Không đáp ứng được những cái đòi hỏi hay là gì, đòi hỏi về về cái chuyện tính toán, về cái chuyện đi xa. Tính toán là phụ nữ bây giờ là chào em. Dạ, chào chị luôn. Không phải phụ nữ bây giờ nữ, mà một số vài người thôi. Một vài người là họ có thể tính là có phải có nhà cửa riêng. Khi mà có con đó là phải có một cái khoản nào đó để mà chăm lo khi mà ví dụ con mình bệnh tật hay là gì đó. Dạ. Em nghĩ điều đó cũng là chính đáng hợp lý với họ thôi. Không vấn đề gì phải trách cả. Dạ, cái đó là do em. Có thể là do mình chưa chuẩn bị đủ. Bởi vì bao nhiêu người phụ nữ họ cũng muốn có con và có đầy đủ điều kiện cho con mình thôi. Không có trách điều đó. Thôi. Thôi chị cái chuyện đó là chuyện thôi bỏ qua đi, quên đi. Bây giờ mình tương lai nghe em nha, tương lai. Còn cưng nè, cái chuyện tình cảm của mình sao rồi nè? Cái mối tình nè. Dạ. Thưa cô Hồng Vân, là từ trước giờ là con chưa có mối tình nào hết hả? Ý trời. Là sao? Là chưa có một người yêu nào luôn á hả? Dạ đúng rồi ạ. 34 tuổi sống khép kín quá sao con nghĩ được? Có nghĩa là mình chỉ có đi làm thôi. Dạ đúng rồi con. Con cứ lo đi làm rồi cứ biết làm đi làm thôi. Dạ, con không. Cũng không có ai theo đuổi hay hẹn hò gì với con. Với lại ở ngoài con rất là không trưng diện cho lắm, con không có trang điểm nên rất là bình dân ạ. Có nghĩa không phải lý do bình dân mà người ta không yêu đâu con. Dạ. 34 tuổi là lớn rồi đó. Dạ đúng rồi ạ. Nếu mà để lớn tuổi xíu nữa là khó đẻ lắm rồi ha. Nên đó là cái ông bà ta nói đó, là tuổi này là tuổi lấy chồng được rồi. Mà không phải mình không trang điểm, ta không yêu mình đâu. Có lẽ là do mình sống khép kín quá đó. Đúng rồi. Ta không dám thôi. Chứ xinh mà. Dạ, con ở ngoài con cũng ít nói chuyện, ít giao tiếp với mọi người á. Còn con cũng ít bạn nữa. Không lẽ trong cơ quan không ai để ý chứ hả? Cơ quan con thì ít nam lắm, mà nếu mà có nam thì cũng có gia đình rồi ạ. Trời ơi. Dạ, với con không có mối quan hệ rộng á chú. Tình yêu không có mối quan hệ rộng đâu. Biết đâu là biết đâu là vì cái việc đó mà ngày hôm nay á là có mặt ở đây đúng không? Có mặt ở đây. Rồi. Thật sự nói 34 tuổi mà nó chưa có người yêu nào, chưa có mối tình nào, không ai tin hết trơn á. Hụt hẫng luôn á, tức là mình luôn á. Nhưng mà với một nhưng cô mà gái mà cũng xinh cũng dễ thương nè, mà công việc ổn định như thế này, nhưng biết đâu đó là ý trời muốn dành cái món quà này cho cái bạn nam bên đây. Có nghĩa là một người tình trường rất là dày dặn đúng không? Nhiều. Và bạn sẽ phải dạy dỗ cô bé này từ đầu. Làm gì dạy dỗ? Chứ gì nữa? Từ nó tới chứ làm gì dạy dỗ? Trời ơi, giỡn ngoài phải hướng dẫn với định hướng chứ người ta... Chia sẻ là nhẹ nhàng rồi. Đây là một con người có thể nói cũng nhìn cũng phong trần ha. Có thể va chạm cuộc sống rất là nhiều. Làm trong thế giới game nó cũng gặp cũng rất nhiều cô gái. Nhưng mà cũng chung thủy bởi vì hai mối tình của anh ấy rất là dài luôn. Thì đó, thì bởi vậy cho nên bây giờ là với cô gái này, em nghe cái chuyện mà bạn vừa tâm sự thì em cảm nhận sao? Cũng đặc biệt quá. Đặc biệt đó. Đặc biệt đúng không? Em thực sự là anh nhìn em rất là nghệ sĩ tính luôn á. Anh không nghĩ em làm trong game đâu. Rất là phong trần. Con người này có thể đóng phim được nè. Có thể làm ca sĩ được nè. Có thể là một diễn viên... nhạc sĩ á, nhìn bạn giống như nhạc sĩ vậy đó. Phong trần luôn. Em có làm gì trong nghệ thuật không? Lúc mà còn đi làm á là có nhóm nhảy. Thấy chưa? Có nhóm nhảy. Biết liền. Nhóm nhảy giờ còn không? Dạ nghỉ. Nhảy nhiều quá hết luôn hông? Nói chung mùa Covid này nghệ sĩ cũng vắng vẻ. Chú Duy Hùng Linh với cô Hồng Dân cũng còn gì đâu. Không có làm gì hết chứ. Đến đó hỏi bạn nè, nó nghe nè, bạn khi bạn nghe cái tâm sự của bạn nữ bên đây á, bạn thấy vui không? Bạn cảm thấy là ủa sao mình lại có thể gặp một cái trường hợp mà nó rất là hy hữu như vậy không? Dạ, trường hợp đặc biệt của Tuyền thì em lần đầu, xin lỗi, nhưng mà lần đầu rồi, phải vui chứ rồi, chắc chắn vui rồi. Mà vui đúng không? Vui chứ, gặp người phụ nữ chưa có người yêu lần nào ta phải vui chứ. Tức là một cứ là em là đập thùng luôn á. Gì đập thùng? Thực sự luôn á, không có đó nó nghiêm túc mà. Bây giờ nè, em muốn tìm một nửa yêu thương của mình thế nào, diễn tả coi đúng giống bên đây không? Dạ, thực ra là em không có gọi là quá giống ước mong hay là cái gì cao siêu hết á, chỉ cần là hai người mình hợp ý với nhau thôi. Có thể là suy nghĩ san sẻ trong cuộc sống mà có thể
dự tính cho nhau và hiểu cho nhau để mà có thể tiến được mà tới tương lai được, đến cuối cùng được. Chứ là miễn sao hợp vậy thôi đúng không? Không cần là đẹp, không cao, cần thấp gì xấu mà. Đẹp, cao, thấp, tóc dài, tóc ngắn, nhuộm hay gì á. Đơn giản. Dạ xin lỗi, cho hỏi bạn Tuyền được. Tại vì em có xăm mình. Rồi, dạ. Xăm mình. Okay. Tuyền có sợ không Tuyền? Bạn nói là hơi xăm mình á, bạn nói là bạn có xăm chứ không phải là... Thì em có sợ không? Tha thu á. Dạ, có biết tha thu không? Em biết những cái hình ảnh xăm người trên người mình. Ừ. Dạ. Nhưng mà nhìn vậy là không có biết. Nếu mà bạn không khai ra là không biết là bạn có xăm mình luôn. Dạ đúng rồi. Ừ. Thì có sợ không? Dạ. Sợ đâu. Không, nếu vậy thì chắc em ơi, đối với em chắc không sao đâu cô. Không sao đâu ha, đâu gì đâu. Trời ơi nè, anh chú là chú xăm nguyên con hổ, con hổ phía sau nè. Ôi, mệt mỏi. Rồi, em ước mơ cái người mà ước mong cái người bạn trai của mình sẽ như thế nào? Dạ, mẫu người mà em mong muốn là em muốn người đó... tất nhiên là cái gương mặt phải là dễ nhìn nè, thiện cảm và là một người chín chắn. Không lăng nhăng, rồi biết quan tâm, chia sẻ, biết nấu ăn một chút. Không hút thuốc và không uống rượu. Có công việc ổn định là được. Chú thấy anh bên đây là quan tâm nè ha, chín chắn là có nè, rồi cũng phong trần đẹp trai có nè, chỉ có điều lăng nhăng là chú không biết thôi. Giờ cho người ta trả lời đi. Ai mượn trả lời giùm. Thì... cứ nói cho đàn gái yên tâm á mà. Cưng, em thấy cưng có bao nhiêu phần trăm khi mà bạn này nói những cái yêu cầu của bạn á? Dạ, chắc là trên 50. Trên 50 thôi dạ, hả? Trên 50 thôi. Trời ơi, ông Linh mém xíu ông cho em tới 80%. Không có đâu, không cho 80 đâu. 50 thôi hả? Dạ. Như vậy có nghĩa là em 50. có hút thuốc không? Dạ có hút thuốc. Có hút nhiều không? Dạ một gói 2 ngày. Một gói 2 ngày, có uống rượu không? Dạ không uống rượu được. Không uống rượu được ha, chỉ nhưng mà uống bia thì được. Uống bia nhưng mà có nghĩa là giao tiếp với lại mọi người á, tại vì có thời gian là em cũng làm bên mảng bất động sản nên có đi gặp khách này nọ thì mình phải biết uống mới được. Nói chung là em có yêu thương, có chia sẻ, có quan tâm không? Có, có thủy chung không? Dạ, chắc là nếu không, chắc là có. Có. 7 năm mà. Vậy là đủ rồi. Vậy là có đủ. Tình 7 năm là chung thủy lắm đó nha. Hút thuốc mà 2 ngày một gói thì cũng cái đô cũng chưa phải là đô ấy, đô nhẹ thôi. Dạ. Mình có thể cải cách được. Dạ. Đó, để cho anh bỏ ha. Dạ. Đó thì không đáng lo lắm nha. Dạ. Rồi, em đi với ai em trai? Dạ, em đi với lại chị đồng nghiệp. Chị đồng nghiệp ha. Dạ. Mi. Alo lại anh. Alo. Rồi. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quỳnh Linh, em bạn của Linh. Nay tới cổ vũ cho bạn, với là thấy bạn bên này cũng dễ thương, cũng được, nói chung là mong hai người là cho nhau cơ hội. Ok. Vậy thôi đó hả, nó ngắn gọn lẻ vậy thôi đó. Dạ. Vậy okay. Thôi gọn gì được rồi. Rồi. Nhà gái đi với ai? Linh đi với ai? Dạ, hôm nay em đến là đi với mẹ của em và em trai ruột của em. Rồi chào chị. Xin mời nhà gái ạ. Nhà gái ạ. Xin chào MC Quyền Linh. Xin chào MC Hồng Vân, chào quý vị khán giả, chào cháu trai. Cũng nói vài điều về Bích Tuyền. Bích Tuyền là rất là hiền, tính nhút nhát từ nhỏ giờ, với lại là chị của ba đứa em. Cho nên ở nhà lúc nhỏ đi học thì cha mẹ cũng hay là khuyên là cố gắng học. Chuyện tình yêu bạn bè thì hãy từ từ, để cái gì làm gương cho ba đứa em. Rồi cứ hay nhắc nhở vậy á, rồi cộng thêm cái tính hiền, ít nói, rồi nhát nữa, nên tới giờ Tuyền vẫn còn ở không, chưa có bạn có đôi gì hết. Nhưng mà Tuyền được cái là siêng năng, chịu khó, mà với lại biết là sống có tình cảm, biết quan tâm, chia sẻ mọi người, biết thương yêu gia đình lắm. Về cháu trai bên này á, thì thấy cháu cũng hiền, cũng thấy cũng chững chạc, nói chung điềm đạm. Thì đến đây thì hôm nay hai cháu cũng đến đây cũng là một cái duyên rồi. Thì giờ hai cháu cho nhau cơ hội đi để có thể tìm hiểu nhau để tiến tới xa hơn. Rồi.
Cảm ơn nhà gái. Bây giờ các bạn đã trao đổi rồi, cũng được sự góp ý của hai bên rồi ha. Mình gặp mặt đi, rồi cái gì nó tới ha. Anh nghĩ rằng là bên nhà trai thì có va chạm cuộc sống nhiều hơn, có trải nghiệm nhiều hơn, có vốn sống nhiều hơn. Bạn nên chủ động với cô gái bên kia rất là hiền, sống khép kín ha. Chưa bao giờ có một mối tình nào cả. Nào, mở rào. Bắt đầu đi Tấn Linh. Tặng quà. Rồi đứng lên nhận quà rồi mình tặng quà luôn nè. Tiền nè. Con nhận trước đi. Ngày tiên gặp mặt thì anh có một chút quà để tặng em. Thì thật ra là anh không có suy nghĩ cũng hơi kỹ một tí là tặng hoa thì có thể nó mau tàn mà mình không có xài được. Thì trong đây là anh có sô-cô-la và một quyển sách. Cảm ơn. Cảm ơn anh nhiều ạ. Đứng đó luôn. Đây đây mình tặng. Đây. Hôm nay cũng đến chương trình này em cũng có một phần quà nhỏ tặng anh. Em không biết, em chưa có quen yêu ai nên em không biết tặng gì, nên em nghĩ là sổ thì sẽ khi nào anh có cái suy nghĩ gì hay giống như viết nhật ký anh sẽ viết vào đây để anh nhớ tới em. Và có một lời chúc Tết trong tấm thiệp. Cảm ơn. Dạ. Lâu lắm rồi anh mới nhận được quà. Hơi tạm xíu. Dạ. Rồi, hai bạn ngồi xuống đi. Nào. Bây giờ là lần đầu tiên các bạn gặp mặt đó, các bạn cảm nhận về nhau đi. Sau nãy giờ nghe tiếng nói với nhau qua cái rào đó, giờ gặp gỡ nhau thì cảm giác thế nào về người mà bao nhiêu lâu ta chưa bao giờ gặp? Em chủ động đi Linh, em phải là người chủ động. Lần đầu gặp thì anh thấy em hiền, đúng hiền. Cô hiền từ mái tóc kia. Không biết nói sao. Xin lỗi. Có xúc động không? Dạ, mở dạ có. Mở ra là có xúc động không Linh? Dạ, dạ có. Thì Linh nói cho em nghe thì em là nhút nhát lắm, thành ra mình phải chủ động mình nói. Ra là anh cũng nhút nhát trong em. Thì khi mà anh nói chuyện với một á, anh hơi ngại. Bình thường là anh thích nghe người đối diện nói hơn, nghĩa là anh thích tâm sự. Yeah. Anh muốn nghe người khác tâm sự. Yeah. Nói chung thì anh rất là vui khi bữa nay gặp được em ở đây. Tiền nói gì đi con. Dạ. Hôm nay gặp anh thì em cũng rất là vui và vinh hạnh ạ. Tại vì mình gặp nhau như thế này thì cũng là một cái duyên. Thì anh có cảm nhận như em về em vậy thì em nhìn anh em cũng muốn nói một vài điều. Thì em thấy anh nhìn rất giống là nghệ sĩ ạ. Tóc với lại cái gương mặt của anh thì làm cho em giống như chắc anh có tham gia trong những cái chương trình trong nghệ thuật không ạ? Anh là nhóm nhảy đó. À lớp nhảy. Giờ hồi nãy con căng thẳng quá con không nghe rõ. Bây giờ căng thẳng quá nghe rõ, anh là có một nhóm nhảy luôn. À dạ. Ha? Tức là rồi hát nữa. Bây giờ nè. Bây giờ cho xóa bỏ cái không khí căng thẳng này, Tấn Linh hát một bài tặng em gái trước đi. Rồi mình tiếp tục câu chuyện nha cho đỡ căng thẳng nào. Nhìn em gái hát tặng một mình em gái thôi. Dạ. Nào. Thì thật ra cũng hơi căng thẳng nên anh hát một đoạn ngắn thôi. Cũng lâu anh cũng không có hát á. Cái bài Đi Về Nhà của Đen Vô. Hát bạn hát thôi. Thì hy vọng là mọi người cũng nếu mà thuộc thì có thể hát theo. Tại vì không, mình cũng mới đây không ai hát hết trơn, mình em hát đó. Mới vừa tập thôi nên anh cũng nghệ sĩ mà. Dạ. Có gì đâu, thoải mái lên nào. Dạ. Nay là giây phút này là của em đó. Đứng lên cho có hơi, xong rồi đứng gần em đi. Đường về nhà là vào tim ta, dẫu có muôn trùng xa.
thân ban vang danh, nhà vẫn luôn chờ ta. Đường về nhà là vào tim ta, dẫu có muôn trùng qua, vẫn đôi sao rời, nhà vẫn luôn là nhà. Lỗi anh kia. Trùng quá. Xin lỗi, anh hát hồi dở. Vậy là hay rồi đó anh. Hát được không? Em cũng biết hát nhưng mà hát chắc không hay lắm đâu cô Hồng Vân. Kệ, hát thì luôn cứ đi. Hát đi, hát tặng anh đi, đứng hát lên tặng giải tỏa căng thẳng mà âm nhạc đó ta là sẽ làm xóa đi tất cả mọi thứ xung quanh nào. Dạ. Bài đi. Em hát bài Một Về Mùa Xuân. Rồi đứng lên, dạ. Đứng lên hát cho có hơi nào. Dạ. Xuân đã đến rồi, rêu rắc ngàn hồn hoa xuống đời. Vui trong bình minh, muôn loài chim hót vang mọi nơi. Đẹp trong tiếng cười, cho kịp người tình thương đắm đuối. Ánh xuân đêm vui với đời. Dạ em thổi cô chút xíu nữa ạ. Rồi Nam Tấn Linh ông ca với em được rồi đó ha. À, bây giờ bắt đầu đi. À, hai bạn gọi là nói về quan điểm về tình yêu và hôn nhân với nhau đi, trao đổi với nhau. Dạ, quan điểm về tình yêu của con á thì nói với bạn đó đó. Nói cho bạn nói chứ nói chúng cái gì. Nha, quan điểm về tình yêu của em á thì phải có sự quan tâm và chia sẻ, thấu hiểu và tôn trọng chung thủy với nhau. Dạ. Thì quan điểm về tình yêu của anh thì như thế nào ạ? Thực ra là anh cũng như vậy thôi, giống vậy, ai cũng mong muốn là một có một cái gia đình luôn hạnh phúc. Và khi mà sau này mình có, xin lỗi, sau này ví dụ sau này là mình có con cái này kia thì có thể là mình suy nghĩ cho mình và cho con cái được, nói chung là mình lo cho nhau được đó. Quan điểm nó, tại vì cũng chưa có tiến tới cái đó nên anh cũng không biết nói như thế nào đó. Nói chung là anh có thể suy nghĩ được, rồi có thể lo được, còn cũng có thể nấu ăn được. Rồi hướng sắp tới nếu mà mình lấy với nhau đó, nếu mà xa hơn nữa đó mình tiến tới hạnh phúc á, thì Tiến Linh nghĩ xem mình sẽ lập nghiệp ở đâu, mình sẽ phát triển kinh tế thế nào, ABCD. Nói cái đường hướng trước cho bạn gái nghe. Thì trước đây là anh làm nhân viên văn phòng, thực ra là cũng có khoảng thời gian là anh trưởng nhóm, cũng bên nhân sự. Cũng tuyển dụng training này nọ thì do khoảng thời gian năm rồi là anh cũng có nghỉ á, nên sau Tết, dự tính là sau Tết anh phải đi làm lại đó. Rồi nếu mà hai người mình có dự tính mà có gọi là có máu kinh doanh á thì anh cũng muốn có một cái quán nước hay một quán ăn người đó, giống tại vì anh thích nấu ăn, anh thích nấu ăn đó. Hiện tại thì anh đang sống và làm ở đâu ạ? Anh ở đây, anh ở quận 12. Gia đình anh hiện tại là đang ở quận 12. Anh sống với mẹ. Anh là con thứ mấy ạ? Anh là con thứ ba. Gia đình anh có một chị tới anh và một bé gái ở nhà nữa. Em anh ở nhà nữa. Hiện tại thì anh đang đi tìm một công việc khác, vị trí, một môi trường mới ạ? Anh đang đi tìm công việc mới. Cũng liên quan về cái mảng của anh làm thôi, anh chuyên về vận hành. Mảng gì ạ? Vận hành đó em. Vận hành. Về là... quy trình làm việc của máy team rồi training liên quan về QC. Rồi trước đây anh học trường nào ra ạ? Anh học Đại học Mở. Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà anh học tới năm 3 anh nghỉ rồi. Học năm 3 nghỉ. Tại vì lúc trước là khi cái thời điểm đó là anh thi hai trường là cao đẳng văn hóa nghệ thuật với lại nhạc viện. Là anh đậu cao đẳng nhưng mà gia đình không cho nên anh phải qua năm sau anh phải ôn thi lại vô Đại học Mở học quản trị. Cái thời điểm năm 2000 mấy là cái thịnh cái quản trị kinh doanh với lại tài chính ngân hàng á, nhà bắt học thôi chứ anh cũng không thích. Hơi khó. Nhà anh là anh vậy là anh là người Sài Gòn đúng không ạ? Anh đúng rồi. Anh ở quận 12 mà. Nếu như mà em nghe anh là anh giọng miền Tây đó. Nếu mà gốc luôn là ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Nhưng mà nhà hai đời anh ở đây. Nếu như em
một người em cảm nhận được em là em thiếu cái sự nữ tính á, em rất là cứng nhắc. Không, em rất là nữ tính. Anh xác nhận chuyện đó là em rất là nữ tính. Mặc dù là nếu nói về kế toán đó, chứ anh nhiều, bạn anh cũng kế toán nhiều lắm, nhưng mà riêng em thì anh thấy dạ, chắc có thể là mới lúc đầu tiếp xúc thì mới cái gì mới đó nó cũng làm cho người ta hấp dẫn hết. Nhưng mà sau này anh tiếp xúc em nhiều, anh thấy em có những cái như là em rất là cứng nhắc và em không được hoạt bát, không biết gọi người ta hay nói là yếu điệu thục nữ hay là nũng nịu á, thì anh có cảm thấy chán không? À, tại vì em không có những cái điểm tại đó vì được. Cái yếu điệu thục nữ hay là cái một cái vấn đề mà trang điểm hay là làm đẹp á, để làm gì, để mà cho người khác ngắm nhìn mình, đúng không? Nhưng mà khi mà em đã cá tính rồi thì người ta sẽ không có đề cập tới cái dáng vẻ bề ngoài của em nữa, mà người ta để tính cái tính cách của em. Tính cách rồi cách mà mình sống, cái cách mà mình có thể là trao đổi hay tiếp xúc với người khác. Đó là, cảm xúc thì đương nhiên nó phải hơn cái đó rồi. Em trai em bước tới em nắm tay em gái rồi em cứ nói cảm xúc của mình thôi. Lâu rồi không có nắm tay. Bạn này chưa nắm bao giờ luôn, chứ không phải là lâu rồi. Rồi, đưa tay ra. Đây. Đó, đúng rồi. Nắm hai tay. Hai tay đó. Ông mối là ông muốn vậy đó, lúc nào phải là hai tay, mắt trọn vẹn. Nắm hai tay hả? Ông. Nói một suy nghĩ về tương lai của mình như thế nào? Thì tương lai đơn giản thôi. Hai vợ chồng sống hạnh phúc và có hai đứa con. Dạ, nhưng mà em đó là mình ước mơ. Em thì em muốn có thời gian tìm hiểu nhau. Đúng rồi. Dạ, rồi sau đó chắc chắn về tình cảm, rồi kinh tế, rồi nhiều thứ khác nữa, mọi thứ, mối quan hệ nữa, thì mình mới tiến xa hơn được. Đúng rồi. Bé này nó như tờ giấy trắng vậy đó. Cái đó ra đúng rồi, Tuyền rất là đặc biệt. Phải dặn Tuyền đi. Do em cũng chưa có mối tình nào hết á, chưa có thời gian tìm hiểu hẹn hò hay là không thích điểm gì hay là thích điểm gì ở bạn trai, nên em cũng muốn tìm hiểu anh trong một thời gian nữa rồi mình mới tính đến chuyện xa hơn được không ạ? Được. Cô gái rất là hiền, chưa bao giờ được một bó hoa của một bạn trai, chưa bao giờ nghe một cái câu nói anh yêu em, chưa bao giờ có được một nụ hôn trên má cả. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Nếu chúng ta xem thật đây là một nửa manh ghép của mình thì nên bấm. Còn nếu không, chúng ta đừng bấm vì bất kỳ điều gì nha. Không cần hỏi ai cả. Hỏi bấm ông má kìa. Chúng ta hỏi trái tim của mình rồi, đấy bạn. Bấm rồi, tôi nghe cái chặt là tôi biết bấm. Hỏi rồi. Má kìa. Thì hỏi má đó. Bởi vì ở đây là anh... Đứng lên. Chúng ta không cần, không phải là chúng ta phải thông qua má. Bởi vì á, nếu mà chúng ta không thật lòng, không yêu á, quen nhau một sự ép buộc rồi đó cũng không nên. Nắm tay đi. Phải làm theo con tim của mình mách bảo nha. Nói với má đi, má ơi, bây giờ con thấy cảm xúc con sao? Má ơi, bây giờ con thấy con cũng hơi vui vui rồi. Hơi vui vui. Hơi vui vui rồi. Má là muốn bấm đó. Má lúc nào cũng bấm từ đầu luôn rồi đó. Bây giờ là nói gì với bác gái đi. Bác đã cho cơ hội để con vào Tiền có thời gian để tìm hiểu. Rồi bây giờ hôn trên má bạn gái cái đi nè. Xin phép má đi rồi. Dạ được không ạ? Được đó. Anh là... Ok. Dạ. Có mọc ốc không vậy? Dạ có không? Đó.